Cái giá Bitcoin đã đi xuống rất mạnh ngày hôm nay. Các bạn thấy được là lúc mà Thuận làm cái video này thì giá Bitcoin là 8.058. Và hôm nay là Chủ nhật ở Cali. Chúng ta vẫn chưa chính thức bước vào một tuần mới trong thị trường tài chính. Nhưng mà thường thì Chủ nhật chúng ta không có nhiều những cái tài liệu và tin tức. Nhưng mà Chủ nhật tuần này thị trường rất là dao động và có rất nhiều những tài liệu mà Thuan muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta không chỉ nói riêng về thị trường crypto hay là Bitcoin mà chúng ta cũng sẽ nhìn vào một số những tin tức mới nhất được đưa ra liên quan tới thị trường tài chính. Và nhất là thị trường dầu. Các bạn thấy được là dầu ngày hôm nay đã đi xuống 30% thì chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là những điều mà chúng ta sẽ nói tới. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là các video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Từ ngày nay chúng ta hãy bắt đầu nói về Bitcoin trước. Thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đã đi xuống rất mạnh ngày hôm nay, đã khiến cho những người mà chơi margin long ở trên sàn BitMEX đã bị thanh lý, tổng cộng là ước tính là có 90 triệu đô la. Cái số lệnh long ở trên sàn BitMEX đã bị thanh lý ngày hôm nay. Các bạn thấy là những người này chơi margin đánh lên nhưng mà giá đi xuống khiến cho họ bị cháy tài khoản. Và các bạn thấy là hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có nhiều tin tức liên quan tới là tại sao giá Bitcoin đi xuống, hay là Thuan vẫn chưa tìm thấy những cái bài viết là lập luận tại sao giá đi xuống. Thuan biết là có một số bạn nói là dựa vào cái biểu đồ thì phân tích kỹ thuật cho thấy là giá Bitcoin sẽ đi xuống trong thời gian tới đây. Nhưng mà ngoại trừ điều đó ra thì chỉ có một tin tức Thuan có thể chia sẻ với các bạn, là một cái tin tức được chia sẻ bởi một số trang web ngày hôm nay là 13.000 đồng Bitcoin, tổng cộng là 118 triệu đô la đã được di chuyển từ cái ví của cái vụ lừa đảo Plus Token. Nhưng mà nào mà cũng nên nhớ là cách đây vài tháng thì có một vụ lừa đảo rất lớn ở Trung Quốc, đó chính là cái vụ lừa đảo Plus Token. Và cái số tiền mà được lừa đảo thì lại di chuyển từ từ. Và cái số tiền này đã được đưa vào những cái trang web mà họ chuyên là xáo trộn những cái địa chỉ ví để cho những cái sàn không có phát hiện được là cái số tiền Bitcoin này là được đến từ cái vụ scam Plus Token. Và hôm nay thì có tin tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, cái số lượng tiền lừa đảo trong cái vụ Plus Token này đã di chuyển tổng cộng là 13.000 đồng BTC. Và nhiều người cho là lý do tại sao mà họ di chuyển là tại vì họ muốn bán đi. Chứ nếu như mà giữ Bitcoin mà không sử dụng được thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Cho nên một số người cho là lý do tại sao mà giá Bitcoin đi xuống là liên quan tới việc là có số lượng lớn Bitcoin đã được bán bởi cái dự án scam Plus Token này. Chúng ta cũng phải chờ để biết thêm tin tức. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào cái giá của Bitcoin ở trên sàn CME thì các bạn cũng đã biết là sàn CME là một sàn mà chơi hợp đồng tương lai. Và đây là điều mà Thuan cũng đã chia sẻ ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook và Twitter. Các bạn thấy là cái lỗ hổng hợp đồng tương lai ngày hôm nay rất lớn. Lỗ hổng này coi như là một trong những cái lỗ hổng lớn nhất mà Thuan đã từng nhìn thấy trong vòng 3 năm qua. Thì các bạn thấy được là lúc mà sàn CME đóng lại hồi thứ 6 là giá là khoảng 9.165. Và hôm nay sàn CME mở với cái giá là 8.270. Cái lỗ hổng này thực sự là rất lớn. Và nhiều bạn có thể thắc mắc là tại sao lại có lỗ hổng? Bitcoin thì giao dịch 24/24 thì tại sao lại có cái lỗ hổng về giá cả này? Thì một điều mà các bạn cần nên biết là sàn CME, đây là một cái sàn giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin ở Hoa Kỳ. Và sàn này hoạt động là không giống như là thị trường Bitcoin. Sàn này hoạt động cái giờ là từ 5 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều từ Chủ nhật cho đến thứ Sáu. Các bạn thấy được là nghỉ sau 4 giờ chiều ngày thứ Sáu và tới 5 giờ chiều ngày Chủ nhật mới mở lại. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự dao động lớn trong thứ Sáu và thứ Bảy thì khiến cho khi mà sàn CME mở cửa lại sẽ có cái lỗ hổng giữa cái giá mà họ đóng lại cho đến cái lúc mà thị trường mở cửa lại. Thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới cái lỗ hổng này? Thực ra đây là điều mà cũng được tranh cãi rất nhiều, tại vì chúng ta cũng đã từng nói tới trong một video trước đây về lỗ hổng hợp đồng tương lai của sàn CME. Thì có rất nhiều người cho là lỗ hổng hợp đồng tương lai của sàn CME hầu hết là được lắp lại, và một số những cái dẫn chứng, một số người đã bỏ công ra để mà nghiên cứu những cái lỗ hổng hợp đồng tương lai này thì hầu như là giá cái lúc nào cũng đi trở lại để mà lắp lại cái lỗ hổng đó. 95% của lỗ hổng hợp đồng tương lai đã được lắp lại. Đây là một cái sự nghiên cứu được đưa ra ở trên Twitter. Người này ở trên Twitter đã nghiên cứu 100 cái lỗ hổng gần đây. Đây là cái tài liệu Thuan đã chia sẻ cuối năm 2019. Thì dựa theo 100 cái lỗ hổng gần đây nhất thì 95 lỗ hổng đã được lắp lại. Giá đi ngược trở về và lắp lại cái lỗ hổng đó. Và trong số 95 lỗ hổng được lắp lại thì hầu như là 80% của cái số lỗ hổng được lắp lại đó là được lắp lại ở trong tuần. Thì có nghĩa là nếu như mà chúng ta tính theo cái xác suất thì có nhiều người có thể cho là trong tuần này giá cả sẽ đi ngược trở lên và lắp lại cái lỗ hổng mà chúng ta thấy từ cái mức là 9.165 cho đến cái lúc mà mở cửa là 8.270. Nhưng mà các bạn có tin về điều này hay không? Theo cái ý nghĩ của mỗi người, không phải ai cũng tin vào cái lý thuyết lỗ hổng hợp đồng tương lai của sàn CME. Và đây cũng không phải là một cái điều đặc biệt nói riêng về Bitcoin, mà cái lỗ hổng hợp đồng tương lai là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy được rất nhiều trong thị trường chứng khoán. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nói về tình hình cập nhật liên quan tới dịch bệnh ở Hoa Kỳ. Có một số bạn đã hỏi Thuần ở trên Facebook về vấn đề này, thì tài liệu mới nhất được chia sẻ hồi sáng này bởi CNBC là có tổng cộng là hơn 500 ca đã được xác nhận ở Hoa Kỳ. Và trong cái số đó chúng ta thấy được là có hiện bây giờ là hơn 21 người đã bị tử vong ở Hoa Kỳ. Đây là tài liệu được đưa ra cho toàn quốc, nhưng mà các bạn thấy được là tuy là cái số ca tăng lên, cái số người chết cũng đã tăng lên. Nhưng mà hôm nay khi mà Thuận đi Costco cũng như là hàng tuần Thuận đi để mà mua vật dụng trong tuần, thì hôm nay Costco cũng đã trở lại bình thường. Costco là một cái chợ bán sỉ mà rất nhiều người đi mua. Và tuần rồi các bạn thấy là có rất nhiều người đã đổ xô vào Costco để mà mua đồ dự trữ như là nước hay là lương thực. Nhưng mà hôm nay đã trở lại bình thường, nước cũng đã rất đầy đủ, mọi người cũng không mang khẩu trang. Tuy nhiên, Thuận sống ở Nam Cali cho nên Thuận chỉ có thể nói về tình hình Nam Cali. Ở thời điểm hiện tại thì Nam Cali vẫn ổn, mọi người vẫn tiếp tục để mà sinh hoạt hàng ngày, không có gì thay đổi. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán ngày lại càng nặng hơn. Các bạn thấy được là ở thời điểm hiện tại thì hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ, chỉ số Dow đã xuống 1.180 điểm. Có nghĩa là nếu như mà cứ tiếp tục thì khi mà thị trường mở cửa ngày mai, tỷ số Dow Jones có thể đã đi xuống 1.200 điểm. Và đương nhiên S&P và Nasdaq cũng sẽ đi theo cùng một xu hướng. Cho thấy được là tuần này sẽ là một tuần mà cũng có nhiều dao động. Các bạn thấy là tuần vừa rồi thì chỉ số của các chứng khoán Hoa Kỳ đã lên xuống hầu như là 2,5% mỗi ngày. 2,5% các bạn thấy là trong thị trường crypto là một điều rất bình thường. Bitcoin lên xuống 5% mỗi ngày là một điều các bạn cũng thường thấy. Nhưng mà đối với chứng khoán, 2,5% dao động mỗi ngày là một điều vô cùng lớn. Các bạn thấy là chứng khoán trung bình hàng năm chỉ lên xuống khoảng chừng là 8%. Cho nên đối với những cái trader trong thị trường chứng khoán, dao động 2% mỗi ngày là một con số rất lớn. Cộng vào đó là các bạn thấy được là cái trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã xuống còn có 0,478%. Chúng ta cũng đang nói tới cách đây khoảng chừng là một tuần là cái tiền lời trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ xuống 1% là một điều mà chưa từng có trong lịch sử. Các bạn thấy được là bây giờ lại tiếp tục xuống chỉ còn có 0,478%. Và chuẩn đoán hiện bây giờ thì nhiều bạn cũng đã biết là một tuần nữa thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ họp hàng tháng. Và trong tháng này, Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã họp khẩn cấp và cắt lãi suất 0,5% như chúng ta đã nói tới tuần rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều người lại cho là cái khả năng rất cao là cuộc họp giữa tháng 3 này họ sẽ cắt thêm, họ có nghĩa là Fed sẽ cắt thêm 75 basis point, có nghĩa là 0,75% nữa. Có nghĩa là nếu như đây là sự thật thì bây giờ là xoay quanh lãi suất của Fed là khoảng 1 tới 1,25. Nếu như mà cắt thêm 0,75 nữa thì chúng ta sẽ chỉ còn có khoảng chừng là xoay quanh 0,5%. Trừ như là muốn trở lại 0% lúc mà khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra. Và bây giờ nhiều người cho là 80% Fed sẽ tiếp tục cắt lãi suất. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ coi điều này có xảy ra trong vòng một tuần nữa hay là không. Nhưng mà thị trường mà xuống mạnh nhất hôm nay tôi nghĩ là không ngoài gì khác hơn, đó chính là thị trường dầu. Các bạn thấy là ở thời điểm này dầu đã xuống 25,82%. Ngày hôm nay có lúc đã xuống 30%, bây giờ đã trả về nhưng mà vẫn xuống 25%. Thì tại sao dầu lại xuống như vậy? Thì có thể một số bạn cũng đã biết là hồi thứ Sáu mới đây, những cái công ty dầu của những nước đồng minh đã họp với nhau về tình hình sản xuất dầu. Tại vì các bạn thấy được là dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều đối với nền kinh tế. Người ta không có di chuyển hàng hóa nhiều như trước đây, hay là người ta không có mua nhiều hàng hóa, các công xưởng không có sử dụng nhiều dầu như trước đây. Cho nên cái nhu cầu sử dụng dầu cũng giảm theo. Và nếu như mà muốn giữ cái giá dầu thì những nước đồng minh phải cùng nhau cắt cái việc sản xuất dầu, giảm đi cái việc sản xuất dầu, khiến cho cái nguồn cung dầu không tăng, giữ ổn định cái nguồn cung của dầu để cho giá không bị đi xuống. Nhưng mà theo tài liệu chúng ta nhận được thì nước Nga đã không chấp nhận để mà tham gia vào cái cuộc mà cắt sản xuất dầu này. Và ngày thứ Bảy ngày hôm qua thì Saudi Arabia đã đột ngột cắt giá dầu 10%. Và nhiều người coi đây là cái sự bắt đầu của chiến tranh giá dầu. Và thị trường dầu là một cái thị trường rất quan trọng trong thế giới tài chính, cho nên đây là một điều mà các bạn cần phải quan tâm tới. Thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Ở thời điểm này thì các bạn thấy được là tin tức mới nhất chúng ta nhận được là Nhật Bản và Hồng Kông. Cổ phiếu Nhật Bản đã xuống 6%, cổ phiếu Hồng Kông đã xuống 4% tại vì giá dầu đã đi xuống. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì sáng mai mới mở cửa. Thì bây giờ chúng ta còn khoảng 10 tiếng nữa thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mới mở cửa. Tình hình ngày mai như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số tin tức trong video kế tiếp. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader muốn ủng hộ kênh thì các bạn có thể tham gia vào sàn SnapEx. Đây là một cái sàn mà trade margin. Tham gia sử dụng link của Thuan Capital thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Trade margin có nguy hiểm cao cho nên không dành cho những bạn mới, chỉ dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu như các bạn thích giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance. Tham gia sử dụng link của Thuan Capital ở phía dưới, các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn. Và thị trường đi lên thì các bạn có thể là đánh lên, thị trường đi xuống các bạn có thể đánh xuống thông qua margin của sàn StepX hay là thông qua token đồng 7 của sàn Binance. Và ngoại trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuan Capital trên thuancapital.com. Và ngoại trừ YouTube, các bạn có thể tìm thấy các video tương tự ở trên library.tv. Đây là một nền tảng phi tập trung mà Thuận cũng đăng video. Các bạn cũng nên tham gia đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.